Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho anh em đó là khi anh em thay bình ắc quy trên những cái dòng xe phun xăng điện tử thì anh em cần phải làm những thứ gì. Thì khi một chiếc xe của khách hàng vào cửa hàng của các anh em thì trong tình trạng là bình ắc quy không còn điện nữa thì là các anh em phải kiểm tra những gì. Tôi lấy chẳng hạn như là xe không đầy được, khi anh em kiểm tra không còn điện thì anh em lấy bình ắc quy mới ra, anh em thay. Thì anh em thay bình ắc quy mới rồi thì anh em muốn biết chắc được rằng là do ắc quy hay là do nguồn điện nạp thì anh em phải kiểm tra những thứ gì để cho một chiếc xe đúng kỹ thuật, anh em thay một cái bình mới vào thì nó sẽ yên tâm. Anh em không phải lo suy nghĩ là khách hàng người ta sẽ quay lại. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em cái cách kiểm tra, đo đạt xem là trước khi thay bình ắc quy mới thì anh em cần phải làm những thứ gì để cho đúng kỹ thuật. Thì là trước khi tôi có gồm mà tôi hướng dẫn cho anh em, tôi chia sẻ cho anh em là gồm có 3 phần. Khi thay một cái bình ắc quy mới thì anh em phải kiểm tra có 3 phần. Phần thứ nhất là anh em phải kiểm tra vôn, anh em phải đo vôn xem là nó được bao nhiêu vôn. Thì đối với những dòng xe phun xăng điện tử thì chứ trên 13 vôn, gần 14 vôn và hơn 14 vôn là ok. Đó là một phần. Phần thứ hai là anh em phải đo xem là cường độ dòng nạp nó ở bao nhiêu ampere. Đấy, chưa chắc là lúc anh em đo vôn lên đến 14 vôn, hơn 14 vôn mà đã nạp được bình ắc quy, nó còn phụ thuộc vào cái cường độ dòng điện nữa. Đấy, thì cái cách thứ hai là anh em phải kiểm tra cường độ dòng điện. Cái thứ ba là anh em phải kiểm tra cái dòng dò xem là nó có bị dò điện hay không. Lấy chẳng hạn như mà nạp tốt, bình ắc quy tốt nhưng mà xe của các anh em đang bị dò điện, ví dụ như là con nạp hoặc con IC nó tự động nó bị hư hỏng, nó tự ăn điện cái bình ắc quy của các anh em thì dẫn đến là xe vẫn hết được bình. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em ba cái cách đo đạc như vậy. Thì việc đầu tiên tôi sẽ nổ máy lên. Đầu tiên tôi sẽ đo vôn. Đo vôn thì anh em bật đồng hồ thang đo DC 20 V. Anh em nhìn thấy cái chữ DC này có nghĩa là điện một chiều. Anh em, cái này là tôi chưa, anh em mở máy lên, que đen của đồng hồ thì anh em cho vào cực âm ắc quy, que đỏ của đồng hồ thì anh em sẽ cho vào dương ắc quy. Thì anh em đang thấy là nó đang sạc là 14,50 V là ok rồi. Anh em có ga lên nó cũng có nấy thôi, không hơn được nữa. Đấy là anh em đã đo được cái vôn của nó. Tiếp theo nữa, nó nạp được đủ trên 14 vôn rồi nhưng mà cường độ dòng điện không có thì cũng chưa chắc đã nạp được. Anh em muốn đo được cái cường độ dòng điện thì anh em phải rút cái que đỏ này ra, anh em chuyển về cái thang đo, cái hốc để anh em cắm cái vị trí là 10 amac. Thang có đồng hồ thì anh em bật về thang số 10. Đây, anh em để ý số 10 đây này, đây cái phần là đo cường độ dòng điện. Đấy, thì là anh em tháo cho tôi một cái cực âm ắc quy ra ngoài. Đấy, và anh em tiến hành, anh em để máy lên. Khi để máy lên, nổ máy lên rồi thì một que nào cũng được, anh em cho vào cái cực âm ắc quy. Còn một que thì anh em phải cho vào cái dây điện âm ắc quy để anh em đo được cái cường độ dòng điện. Trên một số những cái dòng xe mà khi mà anh em nổ máy lên rồi, anh em lấy cái cọc bình này ra thì nó bị chết máy. Thì anh em làm như thế nào? Ví dụ như anh em lấy ra như thế này mà nó mà chết máy, ví dụ đo đang thế này, anh em lấy như thế này thì nó chết máy rồi. Thì anh em mà
Để thế này anh em, để thì cái nguồn điện nó sẽ đi qua cái đồng hồ thì nó sẽ bị đứt cầu chì ngay đấy. Nên là ví dụ như những cái dòng xe mà khi anh em lấy bình ắc quy ra, lấy cái dây điện cực dương ắc quy, cực âm ắc quy ra mà chết máy, thì anh em có cách của anh em như thế này, anh em để như thế này đấy, một que đồng hồ thì anh em bỏ như thế này sẵn đi, sau anh em lấy ra, anh em để như thế này, sau anh em lấy ra phát là nó nguồn điện nó đã đi qua cái đồng hồ rồi, nên là không bị chết máy nữa. Nhưng đó là những cái dòng xe bị chết máy, còn cái dòng xe này thì nó không bị chết máy, thì anh em cứ để thoải mái, để thoải mái, anh em lấy ra ngoài thoải mái. Đây, anh em nói đây. Đấy. Anh em lấy ra một que đồng hồ, anh em cho vào cực dương, còn que còn lại cho vào dây điện. Thì anh em nhìn thấy này, bây giờ nó đang nạp được là gần nổ ga đen ti, là nạp được gần gần 1 ampere. Thì bây giờ anh em thử ga xem sao. Gần 1 ampere có nghĩa là sao, cái ampere nó phụ thuộc vào cái mức độ cái bình đang còn đủ điện hay là đang yếu điện, đang no điện hay là đói điện, thì cái con nạp nó sẽ đẩy cái cường độ dòng điện vào. Ví dụ như mà cái bình mà đang bị đói điện thì nó sẽ nạp lên đến 2 đến 3 ampere, còn cái bình mà đang bị no điện thì nó chỉ nạp được 1 ampere hoặc gần 1 ampere đối với những cái bình đang no điện là ok rồi. Còn nếu anh em đo mà anh em ga nó chỉ lên được 0,1 hoặc là không lên được cái cường độ dòng điện thì là cái con nạp hoặc là cái hệ thống cuộn đang có cuộn điện đang có vấn đề. Đó là cái cách anh em đo cái cường độ dòng điện. Tiếp theo nữa tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đo cái dòng dò. Anh em đo được cái vôn rồi, hơn 14 V rồi. Cái cường độ dòng điện là lúc bình no thì đang được 1 ampere hoặc gần 1 ampere là ok rồi. Tiếp theo đến là anh em đo cái dòng dò thì nó cũng rất đơn giản thôi. Cái đồng hồ thì cái anh em vẫn giữ nguyên, anh em vẫn giữ nguyên cái vị trí anh em vừa đo nổ máy, anh em đo cường độ dòng điện rồi. Thì anh em tiến hành, anh em vẫn để nguyên cái que đồng hồ này ở đây. Và anh em lấy cái cực âm ắc quy ra, anh em bỏ vào đây. Xem cái xe nó có bị dò điện không. Đây, xe này không bị dò điện. Nó không nhảy số là tốt. Vì khi tôi anh em lưu ý là tắt chìa khóa đi nhá. Tắt chìa khóa đi là không bị dò điện. Nếu mà dò điện thì đồng hồ nó sẽ nhảy lên. Bây giờ tôi sẽ thử bật chìa khóa lên xem sao này. Tôi bật chìa khóa lên thì có rất nhiều thiết bị có điện, ví dụ như là da le sinh an, bóng đèn đồng hồ, vân vân, nó đang ăn điện thì là cái đồng hồ nó sẽ lên. Tôi lấy ví dụ tôi bật chìa khóa lên này. Anh em thấy không? Nó đang dò là 0,6. Đây là tôi ví dụ thôi. Tôi ví dụ là tôi đang bật chìa khóa lên thôi. Còn nếu mà đo dòng dò thì anh em phải tắt chìa khóa đi. Không không là ok. Như thế là như thế thì là anh em yên tâm thay cho người ta một cái bình ắc quy mới. Nếu mà xe người khách hàng không quên tắt chìa khóa mà hết điện bình, anh em đo vôn trên 14 V, đo cường độ dòng điện lúc bình no là được 1 ampere, anh em đo dòng dò không lên số, tắt chìa khóa không lên số thì là khẳng định là cái hệ thống nạp bình thường, cái hệ thống xe không bị dò điện. Thì anh em xe khách hàng không quên tắt chìa khóa thì anh em thay bình ắc quy mới, yên tâm. Đấy. Trong những cái trường hợp mà xe người ta khách hàng người ta hay bị hết điện bình thì anh em cũng kết hợp anh em kiểm tra, anh em biết được cái bệnh của nó ra làm sao. Thì qua cái video lần này thì mình cũng chia sẻ đến cho anh em, vừa hướng dẫn cho anh em sử dụng cái đồng hồ UT33 mà nhà tôi đang cung cấp trên thị trường. Thứ hai là chia sẻ cho anh em ba cái cách để anh em kiểm tra cái nguồn điện nạp ok như vậy. Anh em nào mà thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh. Thì qua cái video này tôi cũng có chia sẻ luôn. Thì nhà tôi có đang cung cấp cái đồng hồ UT33D cộng trên thị trường cho rất nhiều anh em đang sử dụng. Đồng hồ nhà mình dùng rất ok. Các cái phích cắm rất chi là chắc chắn. Đồng hồ tốt hay không là do cái phích cắm này này anh em này. Nhưng có những cái đồng hồ rất là mắc tiền nhưng mà các cái phích cắm rất lỏng lẻo. Rất lỏng lẻo. Nên là nó hay bị lỏng lẻo cái đoạn này. Thì cái cách mua hàng nhà mình, anh em cứ gọi vào cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình thì tôi sẽ cung cấp
cái đồng hồ này cho anh em. Cái đồng hồ nhà tôi thì cái hình thức thanh toán là tôi sẽ ship hàng qua đường bưu điện về đến tận nhà anh em, và anh em được bóc ra, anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán xem là cái đồng hồ có giống như tôi quảng cáo hay không. Đấy, thì cái video lần này thì tôi chia sẻ đến cho anh em ba cái cách kiểm tra như vậy. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.